Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của Nhật Tây Audio nha. Hôm nay Nhật Tây xin được test cho quý vị nghe về mẫu loa trước mắt quý vị, đây là NT1508 và sản phẩm này có giá là 25.700.000, đã bao gồm phí giao hàng tận nơi giao về tới nhà cho quý vị ha. Và Nhật Tây sẽ giới thiệu là trong đây nó sẽ được tích hợp những cái thiết bị gì và chất lượng âm thanh nó ra sao. Mời quý vị chúng ta sẽ xem video này cùng với Nhật Tây ha. Đây là mẫu được Nhật Tây Audio setup và lắp ráp nên thành thử ra là khi quý vị chọn lựa đó thì chúng ta sẽ chọn được nhiều phân khúc giá khác nhau nữa. Chỉ từ 13.500.000 trở lên thì quý vị đã chọn được một cái thùng loa tương tự như thế này rồi. Cao cấp hơn thì có loại 20, có loại 15 nè, 16 nè, 19 nè, 23 nè, và phiên bản cao hơn nữa là 25.700.000. Thì đây là sản phẩm của khách hàng đã đặt cho Nhật Tây rồi. Hôm nay Nhật Tây sẽ tiến hành là quay lại cho quý vị, chúng ta sẽ cùng xem về cái sản phẩm này, sau đó sẽ tiến hành là đóng gói bàn giao về cho khách ha. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chuyên sâu hơn. NT1508 là một trong những dòng loa karaoke di động công suất lớn. Nó được trang bị cho mình với một cái vỏ thùng, một cái vỏ thùng bằng ván ép, và nó có cái kích thước mới quý vị nha. Nhật Tây thiết kế theo kích thước mới. Với cái bề sau tăng thêm 3 phân thì nó sẽ được là 58 ra bề sau, còn bề ngang nó 1m quý vị nha, còn cao lên tính cả bánh xe luôn thì khoảng tầm 95 đến gần 1m đó. Rồi, dàn máy bên trong thì nó sẽ bao gồm mà cho mình với hai loa bass 40 ha, hai loa bass 40 nằm ở trong đây này. Có từ là 190 côn 75 bass của Nestor, và người ta chọn cái phân khúc ở đây thêm tăng cường thêm hai loa trep 450 ở bên trong. Và cuối cùng thì nó sẽ được tích hợp trong này thì với một cái dàn máy gồm 4 thiết bị. Thiết bị ở dưới cùng là thiết bị cục đẩy, trang bị cho mình với 32 sò ha, nguồn xuyến tăng phụ đồng. Và ở đây với cái công suất là đánh lên 800W một kênh, chúng ta hoàn toàn có thể tải thêm được cho hai cái loa 30 hoặc hai loa 40 nữa vẫn được quý vị nhé. Rồi, nó là có hai kênh. Còn đây là về cái thiết bị bên trên nữa, là thiết bị của DBA Cautis, mã số là S525 mã. Xin lỗi quý vị, S500B ha. Đây là một trong những cái dòng vang rất là ok trong cái tầm giá, và Nhật Tây đã chọn lựa và ráp cho quý vị. Khi mà chúng ta sử dụng cái con vang số này thì chúng ta sẽ được Nhật Tây căn chỉnh các chế độ nhạc trong nhà cũng như ngoài trời. Khi quý vị chúng ta di chuyển cái địa điểm hát karaoke thì chúng ta chỉ việc chọn vào cái chế độ ở trên đây là chúng ta dùng thôi. Và nó sẽ có cho mình với một cái remote quý vị ha, có một cái remote, và chúng ta sẽ chỉnh căn chỉnh lớn nhỏ và cái chất lượng âm thanh karaoke ở trên cái remote này ha. Đây thì giống như những cái chế độ mà Nhật Tây cài sẽ có là từ M1 cho đến M8 chẳng hạn. Quý vị chúng ta sẽ thử các chế độ này, chế độ nào phù hợp thì chúng ta sẽ dùng quý vị nhé. Nó tùy vào không gian, tùy vào cái nơi và tùy vào cái chất giọng cũng như là bài nhạc thì sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau. Thì chúng ta chỉ việc là tăng lớn nhỏ ha, nhạc này, mid này, tiếng vang này là dùng thôi. Ngoài ra nữa thì cái remote này nó có chức năng là gì ạ? Tăng treble mid, rồi treble bass, rồi cái tiếng nhạc bass treble nhạc đều được hết nha. Nên là nó sẽ rất là đa năng cho quý vị. Rồi, bây giờ thì khi mà người ta cài trên đây người ta sẽ có hết rồi, và cái con vang số này sẽ có chỉnh những cái equalizer cho nó phù hợp, hát cho nó hay, nghe nhạc cho nó chất ha. Rồi ở trên này nữa là thiết bị chống hú, một trong những hàng chính hãng mà Việt Nam mình sản xuất. Nó có thể là giúp cho tiếng hú của chúng ta giảm đi, và khi mà nó hú thì nó cũng không có hú theo cái kiểu chói tai, nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Còn ở trên đây là cái thiết bị micro của Shiso, mã số là S900 Pro, thì nó gồm cho mình với hai tay mic. Đây, quay tay mic. Hai tay mic này thì mình có thể là dùng để karaoke và đi cái khoảng cách rất là xa cho chất âm hay, sóng ổn định, và phải nói là mic bass rất là tốt, rất là hút quý vị nhé. Đây là đầu thu của nó.
Thì thùng này thì một trong những cái thiết kế mới của Nhật Tây. Nhật Tây có thiết kế cái nắp khóa này, nó được khắc cái logo của Nhật Tây Audio ha. Rồi, ngoài ra ở đằng sau đó thì Nhật Tây sẽ có làm gì với cái bộ khóa đằng sau nữa quý vị. Đây Nhật Tây sẽ quay lại cho quý vị chúng ta xem. Nắp đằng sau đây có một cái nắp nữa này, Nhật Tây hiện tại đang mở ra, tức là có một cái nắp ở đây. Và hai bên thì Nhật Tây sẽ có làm hai cái hộc như thế này. Chúng ta có thể bỏ hộc micro này vào đây này. Bên này thì Nhật Tây đang bỏ cái dây điện vào đây ha. Bỏ cái dây điện này vào đây thì chúng ta dùng thì nó đơn giản thôi. Chúng ta chỉ việc mở ra. Sao nó cứng rồi. Chắc là đang bị cấn gì chứ. Bị cấn. Ok, đây thì dây điện thì Nhật Tây sẽ bỏ hết bên đây và Nhật Tây sẽ bắn cố định này vào trong đây ha. Để cho quý vị chúng ta khi mà bị lỏng dây điện chẳng hạn thì chúng ta sẽ mở ra và chúng ta dùng. Thì nó rất là tiện lợi ạ. Nếu như mà chúng ta không có này thì trẻ em đôi khi nó chọt tay vào thì sẽ nguy hiểm. Thì chúng ta sẽ khóa lại, tất cả mọi thứ nó đều được an toàn hết. Sẽ gồm có hai khóa sau và một khóa trước. Ở đây thì sẽ được bắt ốc lục giác cho nó cố định lại, để mà chúng ta có thể là bảo quản cái dàn máy của mình tốt hơn, tránh bị chuột này cắn này, hoặc là những cái con vật gì đó nó bò vào, hoặc là trẻ em chọt tay vào ha. Rồi ok, đây là một trong những dòng sản phẩm mới. Nhật Tây thay đổi đi cái vỏ thùng, cao cấp hơn, cứng cáp hơn, âm thanh hay hơn. Thì Nhật Tây xin được giới thiệu tới quý vị mẫu NT1508 phiên bản 25.700.000 đã bao gồm phí giao hàng tận nhà nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần chất lượng âm thanh, chất lượng karaoke cho quý vị chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nhé. Tròn trăng đón xuân thấy lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi chăng, thật lòng em yêu người một đời nhân nghĩa cưu mang, ý anh ý đẹp trời ban hướng trong đêm giao thừa, hoa lộng khoe sắc mọi nơi đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây chân đây đó. Đêm xuân khuya em khấn cho đất nước ta mạnh giàu, ước mơ giấc mộng uyên ương có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người sang hay nghèo đều mừng xuân ngỡ thơm say, ý mong suốt lòng tràn tay. Thank you.
Champ Battle Mix activated. Bầu sơn pha chặt nhiều, hoa leo 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 sao, đôi bóng trắng trên đầu, dường như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh tiên, da bầu vàng phù sa. Yeah.